bản thân mình khi mà vào đây á, thì mình cũng không có thi vẽ đi vào. Thì khi mà vào đây thì thầy cô cũng là người chỉ cho mình vẽ, và khi mà vào đây thì cũng có những môn học như là bổ sung kỹ năng vẽ cho mình, với lại là một phần là môn này thì chúng ta cũng học những cái là phân tích hay là quản lý đô thị, chứ không hẳn là chúng ta phải học vẽ thì chúng ta mới vào đây được. Viên mình có đủ kiến thức và kinh nghiệm, mình có thể làm được các công việc liên quan tới các sở ban ngành, viện nghiên cứu, các công ty tư vấn trong và ngoài nước, hay là các doanh nghiệp tư nhân liên quan các lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển đô thị, thiết kế đô thị, kiến trúc và xây dựng. Và đặc biệt hơn, mình có thể học cao hơn với chương trình là thạc sĩ, liên kết với các chương trình quốc tế như là Mỹ, Đài Loan, Indonesia và các nước khác nữa. Những cái môn học như là quy hoạch phát triển giao thông, hạ tầng giao thông, rồi môn GIS là môn thông tin địa lý, rồi những cái môn như là đồ án, làm đồ án thì thiết kế khu dân cư hay là thiết kế cảnh quan, rồi thiết kế đô thị nữa, rồi những cái môn như chuyên ngành và lý thuyết như là những cái môn như nhập môn quy hoạch, rồi những cái môn như là cũng là có những cái môn về bất động sản luôn. Thiết kế đô thị của thầy Hiển và môn quy hoạch giao thông của thầy Nam, thì hai cái môn này là hai cái môn mà giống như là tạo cho em được cái cảm giác là em biết được cái bản chất của đô thị là gì, rồi những cái mà quy luật về giao thông, cũng như là tạo ra được cho mình một cái đô thị, một cái khu phố và một cái thiết kế mà mình mong muốn trong cái đô thị.